khoảnh khắc cô gái điếc bẩm sinh lần đầu tiên nghe được. Cô ấy không nghe được từ khi mới sanh. Cô ấy bị điếc cả hai bên lỗ tai. Tôi không nghe được cả hai bên lỗ tai từ khi mới sanh. Hey! Đi ra! Cô ấy không nghe được à? Không được. Tôi sợ quá. Cô ấy đã không nghe được từ khi mới sanh. Hey, đi ra! Hallelujah! Tôi đã nghe được rất rõ. Vâng, bây giờ tôi đã nghe được. Cô ấy nói rằng cô ấy nghe được giọng nói của anh. Tên tôi là Kim Yori và tôi 20 tuổi. Tôi đã bị điếc từ khi mới sanh. Bây giờ tôi có thể nghe mỗi âm thanh một cách rõ ràng. Cảm ơn Chúa Giêsu. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu. Cảm ơn Đức Chúa Trời đã chữa lành tôi. Amen. Tôi là Kim Yori, đến từ Seoul, Đại Hàn. Nay tôi 20 tuổi. 이름은 김유리입니다. 그리고 나이는 20살이고요. 현재 상암동에 거주하고 있습니다. I'm from Sangam-dong, Seoul. I'm 20 years old. My name is Yuri Kim. người đàn bà đứng kế bên cô là ai? Bà ấy là mẹ của tôi. Tôi đã bị điếc cả hai bên lỗ tai từ khi mới sinh ra. Tôi đã phải gặp trở ngại trong việc truyền đạt thông tin với mọi người bởi vì tôi bị điếc. Tôi là một sinh viên đại học và gặp nhiều vấn đề trong việc nghe thuyết giảng. Một mục sư đã giới thiệu tôi đến buổi truyền giảng, thế là tôi đã đến. Khi tôi xem TV, tôi chỉ nhìn màn hình mà không thể nghe được tiếng. So when I watch television show, I had to just watch the whatever that was happening on the screen, but I couldn't understand what it is saying on the television show. Tôi đã không nghe được từ khi còn mới sanh, tức là khoảng 20 năm. Tôi đã đi nhiều bệnh viện và nhận nhiều sự điều trị nhưng không có kết quả. Bởi vì mẹ tôi là một tín đồ đấng Jesus Christ, cho nên chúng tôi tin rằng sự cầu nguyện là giải pháp cuối cùng. I went to hospital but doctors really didn't give me the solution that could fix my problem. So just I had to pray at church. That's all I had to do. Đây là những giấy kết quả khám sức khỏe của tôi. Cả hai đến từ cùng một bệnh viện. Giấy kết quả khám y của bác sĩ nói rằng chẩn đoán rằng tôi đã bị điếc. Và giấy kết quả khám y kia đã được thực hiện sau khi được cầu nguyện bởi mục sư tiên tri T.B. Joshua. Bác sĩ chẩn đoán rằng bây giờ tôi có thể nghe được. Amen. The medical report that I'm holding right now, this is the before report that I received the prayer, and it is basically saying that I'm having, you know, listening problem, hearing problem. The one on the left side that my mom is holding is showing that, you know, I can perfectly hear right now after the prayer.
Tôi đã cầm giấy bác sĩ khi chờ đỡ được cầu nguyện. Khi mục sư TB Joshua đụng chạm vào đầu của tôi, thì tức khắc tôi có thể nghe được người ta nói chuyện mà trước kia tôi đã không nghe được. Tôi có thể nghe người ta la hét và tôi rất là bối rối. Tôi nhìn vào mục sư TB Joshua và ông ấy đã vỗ vào hai lỗ tai tôi lần nữa. Lúc đó tôi đã không nghe được điều gì. Và lúc đó tôi nghe có ai bảo tôi phải đứng lên. Tôi đứng lên và âm thanh bên lỗ tai tôi bắt đầu tăng dần cho đến khi tôi nghe rất rõ mọi người đang nói chuyện. Từ đó cho đến nay tôi có thể nghe rất rõ ràng. I could hear this little voice saying, "Rise up, rise up. You can now, you know, hear." So I wasn't sure what I was going through, but I listened carefully and I found out I could hear clearly. Tôi đã không nghe được bài giảng của mục sư TB Joshua và cũng không nghe được người ta ca ngợi thờ phượng Chúa. Tôi vô cùng hạnh phúc và xác nhận rằng tôi đã được lành. Tôi có thể nói chuyện với mọi người và ngay cả trong lúc phỏng vấn như thế này, tôi cũng không cần phải đọc môi miệng của các bạn. Và bây giờ tôi cũng không cần nhờ bạn phải đọc trở lại. So I'm so happy that I received the healing from Jesus Christ. I really praise him. And you know, as I'm doing this interview, I am straightly looking at camera. I'm not, you know, looking at the translator's mouth to, you know what she's saying. And this is just a miracle, and I'm just so happy, and you know, I'm so excited. I really thank you so much. You know, I just cannot express how happy I am. Đối với những người không tin tôi khi xem, tôi có thể chắc chắn với các bạn rằng bây giờ tôi có thể nghe được rất rõ ràng. Tôi cảm ơn Chúa Trời. Tôi có thể làm chứng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Amen. I'm so happy that I can perfectly hear now, and I feel such an honor to give this testimony today right here in South Korea. Yeah, thank you. Chúa là Chúa Trời hàng sống. Kinh Thánh nói rằng đức tin là tin trước khi nhìn thấy. Tôi muốn cho các bạn biết rằng Chúa Trời thật sự yêu thương chúng ta. Hallelujah, God is alive and he loves us so much and we are just so happy. Chúng ta vô cùng vui mừng trong ân điển của Đức Chúa Trời. Amen. Tên tôi là Ma Hương Suk, đến từ Seoul, Đại Hàn. 59 tuổi. Cô ấy là con gái Úc của tôi. 59 years old and I'm from Sangam, Korea. Tôi là một tín đồ. Một ngày nọ, tôi nghe mục sư tôi nói rằng sẽ hỗ trợ cho một cuộc truyền giảng. Và khi tôi hỏi về buổi truyền giảng thì mục sư nói rằng đó là nhà tiên tri mục sư TB Joshua sẽ đến Đại Hàn. Vì không có sự giải pháp nào cho nan đề của con gái tôi nên chúng tôi đã quyết định đến tham dự buổi truyền giảng. My pastor recommend me to come visit the conference of Prophet TB Joshua, and she's been talking about him all the time. So I was just anticipated Prophet TB Joshua to come to Korea. Và vào ngày truyền giảng, tôi đã phải chạy vội vã vào bên trong để được ngồi vào hàng ghế đầu. The conference room to be seated in the first row, and you know, thank God, I was happily able to sit in the very front row of the conference. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời là đấng làm phép lạ và tôi biết chỉ có Chúa Trời mới có thể phục hồi lại sự nghe của con gái tôi. Không có ai trên thế giới này có thể chữa lành con gái tôi ngoại trừ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hallelujah.
I knew Jesus was healer, but now I really know Jesus is a healer. I knew that anything on this earth could fix my lovely daughter's ear, but you know, now I just experience how God can heal, how God can do just everything. Tôi cảm ơn Chúa Trời đã cho phép tôi đến dự buổi truyền giảng. Tôi vô cùng vui mừng. Amen. Tôi vô cùng cảm ơn Chúa Trời đã chữa lành con gái tôi. Khi mục sư TB Joshua đến Nam Hàn, nhiều người rất muốn nhận được sự chữa lành. Ngay cả khi mục sư TB Joshua đã không đụng chạm hết tất cả mọi người, nhưng khi ông ấy cầu nguyện cho tất cả đám đông tập thể trong quyền năng của Đức Thánh Linh, và nếu bạn tin thì Chúa Trời vẫn có thể có một lời giải cho các bạn. Quỷ Satan lăng mạ xúc phạm chúng ta, cho nên chúng ta phải từ khước chúng trong quyền quyết của Chúa Giêsu. Chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện và tin một cách mạnh mẽ rằng Chúa Trời có quyền năng chữa lành chúng ta. Đây là lời khuyên của tôi cho mọi người đại hàng. That is just have faith in God. Even though you didn't get a touch from Prophet TB Joshua on the conference, still God worked the same as he did. He touched, you know, people in that room. So please, please have faith. You're also blessed as much as my daughter was blessed. Thank you. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn mục sư TB Joshua. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Prophet TB Joshua. Thank you so much. Chúa Giêsu từ trời giáng sinh để cứu rỗi linh hồn. Ngài là đấng chữa lành, giải cứu, bẻ gãy rủa xả nhân quả, tha tội, làm mới lại cuộc đời, cung cấp mọi nhu cầu. Chớ than trách nhưng hãy cầu nguyện, tin cậy vào vâng lời. Chẳng có sự cứu chuộc nào ban cho loài người ở dưới đất ngoại trừ đấng Giêsu Christ. Ngày nay, nếu chúng ta nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Amen. Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình, thì xin hãy lặp lại lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy vào lòng con hôm nay, tha tội con, cứu linh hồn con, rửa sạch con bằng huyết quý báu của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài làm mới lại cuộc đời con, cứu chuộc con, chữa lành con, giải cứu con, trong danh Jesus Christ. Amen. Sau đó, bạn hãy tìm đến một hội thánh nơi có lời kinh thánh giảng dạy và nơi có tình yêu thương thực hành với lời dạy. Vì bạn không thể lớn lên một mình, bạn cần mọi người xung quanh. Để đức tin được tăng trưởng hàng ngày, bạn cần phải đọc lời Chúa chậm chậm, đọc đi đọc lại, suy gẫm, cầu nguyện theo lời Chúa, làm theo lời Chúa, giao phó mọi khó khăn cho Ngài và cảm tạ Chúa. Cầu nguyện thầm trong lòng 24 giờ trên 7 ngày, xin Chúa cắt khỏi con nhiều hơn và cho con Chúa nhiều hơn. Cắt khỏi con sự tổn thương, ghen ghét, ganh tị, cay đắng, không tha thứ, kiêu ngạo, tánh tư dục, và cho con nhiều hơn tình yêu của Chúa, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, tử tế, hiền lành, mềm mại, trung tính, tiết độ, thánh khiết, khiêm nhường của Chúa nhiều hơn. Amen.